11 giờ đêm tại khu K1 Bệnh viện Hùng Vương, nơi điều trị cho những sản phụ mắc Covid. Ở đây không có khái niệm ngày hay đêm, tất cả vận hành theo dẫn hướng nhịp thở của bệnh nhân. Mọi người cũng thấy thì bây giờ bệnh chuyển nặng thì anh em ở đây là làm được cái gì thì làm thôi. Mình phải làm hết sức thôi, nó sẽ quay đi quay lại cho nên bệnh diễn tiến rất là nặng. Cái khó xử ở đây là mình phải chạy đua với cả hai mạng sống cùng một lúc, nên là mình bù đắp được gì cho họ thì mình bù. Chết rồi, tự cảm bụng mẹ. Ranh giới sinh tử mong manh trong tích tắc. Em sợ quá. Muốn thở không hả rồi? Nếu bạn thở thì phải hít thở vô cho em. Mình thở như vậy. Thảo, mình thở. Cái... không có lên nữa. Đau cùng nỗi đau mất mát. Đau lắm. Khi thấy một bệnh nhân bị vậy nó đau từ trong tim. Tất cả bao nhiêu con người mà cũng không cứu được. Rồi lại hạnh phúc dâng trào khi đón những thiên thần chào đời. Đó là lúc các y bác sĩ được tiếp thêm sức mạnh. Cuộc chiến với dịch bệnh này còn cam go. Những ranh giới như thử thách trí và lòng người. Nhưng khi đã quyết lòng thì không ranh giới nào là đường cùng. Họ đã và sẽ tiếp tục vượt qua những làn danh ấy. Ranh giới cái sống và cái chết thật quá mong manh, khiến mọi người cần sống tử tế và mạnh mẽ hơn.